Thủ tướng Ba Lan tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine để tập trung xây dựng nền quốc phòng giữa lúc hai nước căng thẳng về nông sản. Chúng tôi không còn chuyển bất cứ vũ khí nào cho Ukraine vì đang tập trung trang bị những khí tài hiện đại hơn cho chính Ba Lan. Chúng tôi hành động dựa trên nguyên tắc, nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói trên truyền hình hôm 20 tháng 9. Ông Morawiecki đưa ra phát biểu khi được hỏi liệu Warsaw có duy trì ủng hộ Kiev giữa lúc hai nước căng thẳng vì nông sản hay không. Bộ Ngoại giao Ba Lan trước đó triệu đại sứ Ukraine Vasyl Zvarek để phản đối phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người nói rằng các sân khấu chính trị xung quanh hoạt động nhập khẩu nông sản chỉ làm lợi cho Nga.